Trong bài kệ của Ngài Sariputta hồi nãy chúng ta tụng, thực sự ra đây là lời mà Phật dạy cho Ngài Sariputta rồi Ngài nói lại. Trong giờ phút lâm ly hấp hối, lời nghẹn giữa đôi môi lệ trào như suối. Đừng tưởng đến chư thiên thần thánh, vì như ta họ cũng nhỏ lệ biệt ly. Hỡi đạo hữu là chiến sĩ giữa quân thù phiền não, mắt đừng lìa ngọn tam bảo uy kỳ, tâm đừng xa ơn đức Phật Pháp Tăng, hãy dũng tiến trên con đường giải thoát. Đừng có nương tựa nơi ai hết. Đức Thế Tôn đã dạy khi Ngài sắp nhập Niết Bàn. Ngài A Nan tới bạch Đức Thế Tôn, sau này Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con biết nương nơi ai để mà tu học? Đức Thế Tôn đã dạy, đừng nương tựa bất cứ một cái gì hết. Hãy quay lại nơi chính mình, hãy đảo tự thân, hãy tự thắp đuốc mà đi, mà nương tựa nơi giới pháp của ta để mà làm cái bản đồ để mà đi. Hãy tự mình thắp đuốc mà đi, đừng nương tựa nơi ai hết. Vì không có ai bằng được Đức Thế Tôn hết đó. Cho nên Đức Thế Tôn đưa ra giới pháp thì cứ nương theo đó. Hằng ngày chúng ta đều tụng Bụt Thăng Saranang Gacchami là cái gì? Chữ Saranang do chữ Charanang. Trước khởi thủy là chữ Charanang. Charanang có nghĩa là gì? Có nghĩa là nắm chân. Lạy Phật từ bi, con xin nắm chân Phật, con đi theo Phật. Nhưng mà lâu ngày đọc trại trại lại thành Saranang, tức là quy ngưỡng, con xin quy ngưỡng Phật. Phải hiểu cho rõ như vậy, phải hiểu tới nơi tới chốn như vậy mới được. Tức là liễu tri. Tức là lúc đầu là nói là con xin nắm chân Phật cho chắc ăn, không nắm chân ai hết á. Phật đi trước con đi theo sau, đó là nắm chân Phật, là ý như vậy. Phật đi trước con đi theo sau, đúng theo vết chân của Phật, con không đi trạch ra khỏi cái vết chân của Phật. Thế thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đó là ba cái nguyên tắc mà chúng ta thường biết. Thế thì quy Phật là gì? Phải hiểu cho rõ. Quy Pháp là gì? Quy Tăng là gì? Quy Phật nó có hai nghĩa, một nghĩa theo sự và lý. Một nghĩa có nghĩa là quy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã chứng đắc, nay con đi theo vết chân của Ngài, Ngài đi trước, Ngài đi như thế nào con đi như vậy, chắc chắn là không có bị sụp ổ gà, không có bị té. Tại vì Ngài là bậc giác ngộ, vết chân của Ngài đã đi là vết chân của đấng giác ngộ, con đi theo như vậy là chắc ăn. Quy Pháp là gì? Quy Pháp là những cái lời Ngài dạy, là những cái chân lý, con cứ thế con làm, khổ tập diệt đạo, diệt trừ phiền não, lìa bỏ tham sân si, rửa sạch ngũ uẩn, thế thôi, đơn sơ, rất đơn sơ. Lấy giới định tuệ để mà diệt trừ phiền não. Quy Tăng là gì? Quy Tăng là nương nhờ nơi tập đoàn tăng. Mà hồi đó Phật quy định Quy Tăng có nghĩa là bốn vị thánh tăng đã chứng A-la-hán mới gọi là Quy Tăng. Chứ không phải mấy ông sư mà cạo đầu như thế này gọi là tăng đâu. Mấy ông này là tu sĩ thôi, các tỳ khưu, các tỳ khưu. Mà các vị tỳ khưu lớn hạ mà đã diệt bỏ được tham sân si thì Đức Phật gọi là bậc sa môn, tức là cái bậc đã không còn tham sân si phiền não nữa. Chứ không phải là cứ thấy mình đủ 20 hạ rồi cái tự bình phong mình là sa môn, không có. Tạ cảm thấy trong lòng mình không còn tham sân si nữa thì mới dám nhận là sa môn. Vào thời Đức Thế Tôn cũng có những vị sa di, nhưng mà Đức Phật vẫn nói, này các ông có thấy một vị sa môn bước vào hay bước ra chưa? Nói dạ không, con không thấy. Đấy cái vị sa di đấy, nhưng mà người ta đã là lìa bỏ tất cả tham sân si phiền não, xứng đáng được gọi là sa môn. Sa môn là chỉ cho những người đó giới hạnh đã đầy đủ, buông xả hết tất cả, không còn gì nữa. Càng buông nhiều chừng nào thì càng gần quả vị sa môn chừng đó, mà buông hết rồi thì là quả vị A-la-hán. Chứ không phải là cố gắng thêm cái này thêm cái kia để thành chứng A-la-hán, không phải. Cho nên quy Phật
là quy đấng giác ngộ, quy pháp là nương theo lời dạy của Ngài, quy tăng là quy y một cái tập đoàn đã hoàn toàn thanh tịnh gồm có 4 vị là chứng A-la-hán rồi. Đó, hồi thời Phật, Phật quy định như vậy. Đó là nói theo cái sự. Bây giờ nói theo lý. Quy Phật là gì? Phật là giác, Buddha là chữ giác ngộ. Thế nên là quy Phật là quay trở về với cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của mình. Nhấc chân lên biết nhấc chân lên, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, nhìn biết nhìn. Thấy rất rõ cái gì đang sanh khởi trong tâm, sự giác ngộ rất rõ ràng, không dính mắc gì tới tham sân si phiền não. Đó là quy y Phật, tức là quy y cái tự tánh thanh tịnh, cái tánh giác ngộ của mình ấy, gọi là quy y Phật. Quy pháp là gì? Quy pháp là những cái điều chân chánh, cái điều gì mà mình cảm thấy lương tâm của mình xấu hổ, mình ăn mà mình cảm thấy ăn giống như, xin lỗi, giống như súc sanh, cảm thấy phiền não quá, thì cái đó là tự mình biết, lương tâm của mình biết. Rồi đồ của người ta để đó mà mình thấy mình thích, mình rờ tới, cũng là mắc mới gì mình phải rờ. Rờ tới tức là cũng là ăn trộm, dẫu là chỉ có rờ chưa lấy thôi cũng là ăn trộm. Ngửi cái mùi hương thôi đã là ăn trộm rồi, chứ cần gì phải rờ. Rờ là ăn trộm rồi, khởi cái ý là ăn trộm rồi. Cho nên chánh pháp ở trong nơi mình. Cái gì mình cảm thấy lương tâm xấu hổ, cảm thấy lương tâm dằn vặt, nó không đúng, thì tự mình biết thôi. Cái đó gọi là quy y pháp, tức là chân chánh, lời nói chân chánh, ý chân chánh, hành xử chân chánh. Quy tăng là gì? Quy tăng là sự thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây mình á, mình không có xáo trộn, không có bộn trộn, không có tham đắm cái gì, không có dính mắc cái gì, gọi là quy tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy tăng là ba cái bảo vật ở trong chúng ta đây, chứ không có ở đâu hết đấy. Hễ chúng ta tâm nghĩ tới Phật thì đương nhiên là quy y Phật, mà lúc nào có sự giác ngộ đều soi sáng. Quy pháp tàm quý sám hối ghê sợ tội lỗi, không có làm tất cả những cái gì, kể cả ý cũng không có nữa. Đó là quy y pháp. Quy tăng là gì? Quy tăng là luôn luôn giữ được sự thanh tịnh, không phạm các giới luật. Đó là quy tăng. Ngài Mô Gốc là đã chứng A-la-hán rồi đó. Ngài có cái bản đồ mà sư để phía đằng sau á. Thập nhị nhân duyên Ngài dạy, Ngài phá cái thọ và ái, Ngài ra khỏi tam giới, Ngài chứng A-la-hán. Thần thông có, rồi khi chết để lại hai con mắt làm xá lợi, còn ở bên miến. Thế thì Ngài cũng dùng cái phương pháp đó thôi, tức là quay trở về tự tánh, huân tu nơi chính mình. Tại vì cái thọ, cái ái nó cũng là từ nơi mình hết, chứ nó không có ở đâu hết á. Và từ nơi đó mà phá được cái phiền não. Hãy là chiến sĩ chống lại quân thù phiền não. Và phiền não ở đâu? Từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, lưỡi, thân ý. Cho nên Đức Phật dạy Ngài A Nan, khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói hãy tự thắp đuốc mà đi. Mỗi người hãy tự thắp đuốc mà đi, phải đi trên đôi chân của mình. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là như thế, chứ không phải quy y Tăng là quy y một cái ông sư nào cũng chưa có cái khả năng bằng Phật. Không có ông nào là Phật hết á. Mà con đã nói con thề trọn đời quy y Phật, con thề trọn đời quy y Pháp, con thề trọn đời quy y Tăng. Bây giờ quý vị tìm đi, ở chỗ nào có 4 ông Thánh Tăng hoặc là Thanh Tịnh Tăng sống với nhau như nước với sữa, có một cái miếng bánh thì bẻ ra làm hai chia nhau, có một cục đường bẻ ra làm hai chia nhau, lục hòa đầy đủ, lục hòa đầy đủ. Mà cái khó nhất là lợi hòa đồng quân, khi có lợi mà chia đều với nhau cái đó khó lắm. Mà bây giờ kiếm đi, nếu có thì nơi đó là có tăng đấy, chứ không phải là có một ông sư mà gọi là tăng. Mà nếu chúng ta không hiểu điều đó, chúng ta dính mắc ông Phật ở chùa này linh, ông Phật chùa kia không linh, là điều thất bại của chúng ta. Pháp này hay, pháp kia không hay, pháp môn tịch độ là hay, mà pháp môn thiền là không hay, là cũng là điều dính mắc thứ nhì. Rồi nói pháp môn của Tây Tạng, pháp môn mà Mật Tông là hay, còn pháp môn thiền nó không hay, là càng dính mắc nữa, là càng tệ hại hơn nữa. Rồi ông sư này, thầy tôi là chỉ có thầy tôi thôi, chứ không có ông thầy nào khác.
lại càng dính mắc hơn nữa, là càng đọa hơn nữa. Tại vì ta quy y Phật chứ ta đâu có quy y ông sư nào đâu. Mà nay nếu ta thấy để cái tâm của ta dính mắc tới bất cứ một cái cảnh giới nào là chúng ta đều có bị đọa trong đấy. Tại vì nó phát hiện ra cái nhân cách và nó phát hiện ra cái ngã. Hễ có ngã thì thưa chư vị tiếp tục tái sanh. Hễ có ngã là cách gì cũng là ái ngã, ái kiến và ái pháp. Đức Phật nói muốn phá được ba cái ái pháp, ái ngã, ái kiến, ba cái chấp lớn đó, mà không phá được thì không thế nào giải thoát được. Ái ngã là gì? Là nói có ta có mặt đây, những cái gì thuộc về ta, ý kiến của ta là ái kiến, kiến ý kiến của tôi là đúng thôi. Ái pháp tức là cái pháp này là đúng thôi, pháp thiền mới đúng thôi, còn cái pháp tịnh độ không đúng, tất cả đều là chấp thủ. Chư tăng hồi đó thời Đức Phật bị Bà La Môn nó rầy, nó nói cái pháp của ngài Cù Đàm là dở, không có hay. Thế thì chư tăng phiền não, Đức Phật nói chớ vì người ta khen Như Lai, chớ vì người ta chê Như Lai mà các ngươi gây xáo trộn. Chớ vì người ta khen Như Lai mà khởi tâm hoan hỷ, chớ vì người ta chê Như Lai mà khởi tâm phiền não. Tại vì tất cả những điều đó đều đưa tới sự cản trở trên con đường tu học. Chúng ta tu để xả. Cái ngã còn phải xả. Cái thân này chết rồi nó cũng bỏ xuống dưới đất. Nó cũng chôn, nó cũng không còn gì hết. Chúng ta có duyên gặp nhau ở đây. 50 năm nữa còn gặp không? Không. Sư 2-3 năm nữa sư chết rồi. Quý vị giỏi lắm, sống giỏi lắm. 20-30 năm rồi quý vị cũng chết. Rồi quý vị cũng chôn. Quý vị không có ai theo quý vị được hết, mà quý vị cũng không theo ai được hết. Mà ở đây nè, nói rất rõ, ngài Xá Lợi Phất nói rất rõ. Chúng ta phải tâm niệm một điều: trong giờ phút lâm ly hấp hối, lời nghẹn giữa đôi môi lệ trào như suối, đừng tưởng nhớ đến chư thiên thần thánh. Chư thiên thần thánh còn không nên tưởng nhớ, vì như ta họ cũng nhỏ lệ biệt ly. Chư thiên thần thánh còn không cứu được chúng ta, còn đều phải nhỏ lệ biệt ly, hà huống gì là người trần. Cho nên chúng ta phải nương nơi Tam Bảo, nương nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, ân điển của Phật chỉ cho chúng ta biết. Lìa xa mọi sự chấp thủ, Phật đã dạy chớ dính mắc một điều gì ở trong Kinh Trung Bộ. Nếu chúng ta còn dính mắc thì coi như chúng ta chỉ tu để chơi chơi vậy thôi, lý thuyết chứ còn không có thực tế đâu. Phải buông hết, buông không còn một cái gì. Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất: ông có tin rằng nhờ ngũ lực của ta mà mọi người được giải thoát được hay không? Ông có tin như vậy không? Ngài Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, con không tin. Khẳng định luôn con không tin. Hỏi tại sao ngươi lại dám nói ngươi không tin? Nói: bạch Đức Thế Tôn, tại vì con đã trải nghiệm thực sự. Con đã trải nghiệm thực sự ngũ lực, và con biết chắc chắn ngũ lực đưa tới sự giải thoát. Mà cái đó là ngũ lực của con chứ không phải ngũ lực của Thế Tôn. Khi con đã trải nghiệm, tức là con đã ăn món đó, con đã biết nó là như vậy, con đã nếm hương vị nó là như vậy, thì cái đó là của con rồi, nó không còn là của Thế Tôn nữa. Cho nên con không có tin nữa. Tại vì bây giờ tin là còn phải suy nghĩ, còn bây giờ nó đã là của con rồi, con đã trải nghiệm rồi. Bởi thế cho nên người tu Phật phải trải nghiệm. Trải nghiệm tham, sân, si, phiền não. Phải trải nghiệm khổ. Phải trải nghiệm cái nguyên nhân của khổ. Phải trải nghiệm cái khổ diệt, khổ tập. Rồi phải trải nghiệm bát chánh đạo. Thực hành nó. Rồi mới biết nó là cái gì. Và cái đó của quý vị. Sau này có thể quý vị thực hiện bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo của quý vị chưa chắc đã là bát chánh đạo của Đức Phật đâu. Tại vì tự quý vị trải nghiệm, quý vị biết thế nào là chánh ngữ, tự nhiên quý vị biết và cái đó là cái vốn liếng của quý vị trên cái đường hành trình giải thoát. Và hễ thực hiện được bát chánh đạo thì quý vị giải thoát. A-la-hán là xả bỏ tất cả những cái gì dính mắc. Chứ không phải A-la-hán là quả vị để rồi leo như trèo núi lên tới đỉnh núi, không phải. Buông hết đi. Mà A-la-hán giống như là đáy sông, đáy đại dương, ngày hôm qua sư nói rồi đó. Chỗ trũng nhất là nước chảy về. Quý vị tu tập như vậy đó, tức là tu làm sao cho mình trở thành người thấp nhất, để cho nước cam lồ, nước giải thoát nó chảy về đấy. Cái tâm của mình phải như đại dương, tức là nó trũng,
nó thấp hết, thấp hơn tất cả mọi người, thấp hơn tất cả các giáo pháp, thì nó mới nước nó mới chảy về đó được. Còn nếu nó cao trên ngọn núi làm sao mà nước chảy về được? Tâm người tu phải y như vậy, tức là phải thấp nhất, phải khiêm hạ nhất, phải kham nhẫn nhất, đấy, phải kham nhẫn tối đa, tức là tới tận cùng không còn ai ở dưới mình nữa, mình là người dưới cùng, thì nước cam lồ mới chảy xuống được, nước giải thoát mới chảy xuống được. Tức là phải xả bỏ cái ngã của mình nó phải nằm dưới cùng á. Quý vị biết cái danh từ mà bhikkhu là cái gì không? Người ta thường thường dịch là tỳ kheo. Ở bên Ấn Độ đó, bhikkhu tên của một loại cỏ mà cỏ rất là thơm. Lúc nó sống nó rất là thơm, mà thường thường một đồng đi cắt những loại cỏ đó trải ra mời Đức Phật ngồi, tại vì nó rất là thơm. Đức Phật dùng cái danh từ bhikkhu, loại cỏ đó, để đưa cho, đặt tên cho tất cả các vị tu sĩ theo Ngài. Bhikkhu tức là tỳ kheo. Tỳ kheo là tên của một loại cỏ mà loại đó rất là thơm. Lúc sống nó thơm mà lúc chết nó vẫn còn mùi thơm. Và để làm gì? Để cho Đức Phật ngồi lên. Đấy. Chứ nó không phải là bhikkhu là cái gì lớn lao mà ngồi cho người ta lại, không phải. Là cái để cho người ta lót đít, người ta ngồi lên. Phải hiểu như vậy, mình như vậy mình mới tu thành tựu. Nếu có người nào ngồi lên trên đầu mình hoan hỷ thôi. À, dạ, mô Phật, xa thú lành thầy. Như vậy mới là thành tựu. Không có dính mắc, tại vì nếu còn dính mắc cái ngã thì làm sao dám để người ta ngồi. Tôi như thế này, tôi tu như thế này, 50-60 năm mà giờ đòi ngồi lên đầu tôi. Ngồi cho ngồi thôi, không có gì hết. Như vậy mới xả được cái ngã. Tức là các con hãy hành xử như vậy đó. Tức là như cỏ để cho người ta ngồi lên, nhưng mà trong lúc sống nó vẫn thơm. Thơm gì? Giới hạnh. Và khi chết nó vẫn còn thơm, giới hạnh vẫn còn. Phải như vậy mới gọi là tu. Đấy. Cho nên sư nhắc cho quý vị rõ, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là như thế đấy. Quay trở về cái tự tánh thanh tịnh của mình, cái tự tánh giác ngộ của mình, cái tự tánh chân chánh của mình. Chứ không có quy y ông Phật nào hết á. Phật là giác. Đức Phật không bao giờ nhận Ngài là Đức Phật hết á. Chúng sanh đặt tên cho Ngài là Phật, chứ Ngài chỉ nói là Như Lai. Tathagata. Tathagata là gì? Tức là không đến không đi. Như Lai là không đến không đi. Do duyên mà nó thành như vậy thôi. Cho nên không còn không mất. Tathagata là ý nghĩa như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cầu cho tất cả các loài cầu cho người phàm, chư thiên, loài người và chúng sanh trong bốn cõi khổ. Thoát khỏi mọi oan trái, tâm không phiền não, thân không đau đớn, giữ gìn thân tâm được.